Trước tiên xin kính mời ông Trần Trung Dũng, đại diện cho đảng Việt Tân ở tại Nam Cali, có một bài tham luận hoặc sự đóng góp. Dạ, kính thưa quý vị, tôi xin được phát biểu với tư cách là một người tham dự viên. Tôi không muốn đưa ra những cái điểm mới mà chúng tôi được xin phép chia sẻ những cái gì tôi nhận thức được qua những cái lời phát biểu của quý vị diễn giả ở đây. Thứ nhất là tôi xin được cảm ơn cái nhã ý của ban tổ chức trong Liên minh Dân tộc Việt Nam đã mời chúng tôi phát biểu ngày hôm nay, và chúng tôi cũng nhận thấy là chúc mừng quý vị đã đi bước đầu tiên là mở cái cánh cửa tham luận cho nhiều hội đoàn, đảng phái, tôn giáo và tổ chức khác nhau để ngồi lại chúng ta cùng đưa ra những cái suy nghĩ mà không có phải là phải là một phát biểu chung, nhưng mà phát biểu có thể khác biệt với nhau nhưng mà có một mẫu số chung. Thì cái mẫu số chung chúng tôi nhìn thấy ở đây là tự do, dân chủ và thịnh vượng. Theo tôi biết, tất cả mọi người và tất cả những đảng phái quốc gia đều chia sẻ ba mục tiêu này. Người cộng sản thì cũng đi hơi giống vậy, nhưng mà khi mà họ nói đến tự do thì nó nói là tự do theo khuôn khổ được đặt ra bởi pháp luật, mà pháp luật thì được đặt ra bởi Mặt trận Tổ quốc, được đặt ra bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự khác biệt giữa mình và họ. Nói về tự do, nói vấn đề dân chủ thì họ nói là dân chủ tập trung, hay là mình họ gọi họ đó là độc tài. Thì cái đó là sự khác biệt khá xa. Nói về vấn đề thịnh vượng thì mình nói là thịnh vượng cho dân tộc và cho cả cái khối dân tộc Việt Nam, chứ không phải là cho những người trị và những người bị trị thì là chuyện khác nữa. Không có vấn đề thịnh vượng, chỉ có thịnh vượng cho những khối rất nhỏ là những cái người cầm cái nhà cầm, trong cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là sự khác biệt. Và tôi cũng đồng ý với anh Nguyễn Đại Ngữ là vấn đề của chúng ta là chấp nhận cái sự khác biệt giữa những đảng phái, tôn giáo, quốc gia. Dù cho có khác biệt, nhưng mà mình nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng ta nó rất là nhỏ so với mẫu số chung, và nó đủ cái tạo cơ hội cho chúng ta ngồi lại chung với nhau để mà làm việc. Đó là một điểm so. Và khi mà chúng ta, giống như là anh Sinh Cẩm Minh đã nói, các đảng phái, các hội đoàn quốc gia, mình dù có mạnh bao nhiêu, mình cũng chưa đủ mạnh để đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, cái nhu cầu ngồi lại là nhu cầu rất là cần thiết và nhu cầu cần phải làm ngay. Tôi xin được chia sẻ cái quan điểm đó với là anh Minh. Và nếu mà nói về cái phương pháp đấu tranh thì tôi xin được phép nghĩ là chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Chúng ta mang cái quan điểm là chúng ta dùng cái citizenship người Mỹ để mà đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Và cái đó nó cùng với lại cái quan điểm của chị Ngọc Giáo, và chúng ta cũng chia sẻ là như là anh Nguyễn Văn Hải đã nói là cái sự mà khác biệt thì chúng ta là chúng ta chấp nhận đi một bước đi trước để đi với gần hơn với những người trong nước, và mình đòi hỏi là những người trong nước, nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, phải cải thiện về vấn đề chính trị cũng như là giáo dục. Thì như vậy, cái nếu mà cái đời chúng ta không thành công thì con cháu chúng ta nó có cơ hội nó ngồi chung lại với nhau. Chúng tôi rất chia sẻ với anh Hải về vấn đề đó. Và tôi thiết nghĩ là cái ước vọng mà chúng ta muốn là nó bắt đầu từ cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên là cũng giống như là chiến hữu chủ tịch của chúng tôi là chiến hữu Hoàng Cơ Minh có cái câu nói mà chúng tôi nghĩ là có nói nó nằm trong tâm lòng của tất cả những người đảng viên Việt Tân. Đó là câu nói miệng nói, chân đi làm. Chúng ta chỉ không muốn nói không, mà chúng ta phải nói và chúng ta phải đi làm. Thì như vậy, tôi thiết nghĩ cái chuyện mà anh Nguyễn Đại Ngữ đã nói ra,
cái chuyện mà anh Vũ Đức Khanh đã nói ra là cái lộ trình chuyển đổi của vấn đề Việt Nam nó phải bắt đầu từ sự tăng cường của những cái vấn đề xã hội dân sự, thì lúc đó người dân mới ngồi lại với nhau để làm việc trong nước và ngoài nước. Lúc đó thì ta phải có cái cơ hội để dùng cái áp lực ngoại giao quốc tế để thay đổi Việt Nam, dù cho họ muốn hay không, họ cũng phải thay đổi. Và cái thứ ba là cái vấn đề mà bầu cử tự do là một đề ắt có và phải có, giống như là giáo sư Nguyễn Quang A đã nói ra. Thì như vậy, tôi thiết nghĩ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta những người ở trên Internet và ngồi nhiều nơi trên thế giới khác nhau, nhưng mà cùng một quan điểm, cùng một suy nghĩ. Và như vậy, chúng ta đã tạo được cái mẫu số chung. Và chúng tôi hy vọng là dùng cái mẫu số chung đó, chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Xin cảm ơn quý vị.